Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay đó là ngày thứ ba tại Hoa Kỳ ngày 24 tháng 8 năm 2021 Ở Việt Nam hôm nay đã là ngày thứ tư ngày 25 tháng 8 rồi Thì hôm nay đó các bạn thấy được là chúng ta có một số như màu đỏ xuất hiện Các bạn nhìn thấy trên màn hình đây là trang Con 360 Thì trên màn hình chúng ta được là phần lớn là màu đỏ ngày hôm nay Nhưng mà không có đỏ lắm các bạn thấy được là giá Bitcoin hiện bây giờ đó Lúc mà làm video là khoảng chừng là 48.000 200 đô thì chúng ta cũng đã thấy được là từ qua tới bây giờ cũng đã có một số những cái sự xuống giá Bây giờ thì giá vẫn trên là 48 000 Chúng ta nhìn chung thị trường khi chúng ta nhìn vào những nông lớn đi Thì các bạn thấy được là Bitcoin ngày hôm nay thì xuống 1,8% Ethereum xuống 2,8% Cardano xuống 2,7% vân vân Nhưng mà cái mà tôi muốn các bạn để ý đến là Tuy là trong vòng 24 giờ qua chúng ta thấy là có một số màu đỏ xuất hiện nhưng mà cái phần trăm đi xuống này không có nhiều và nhất là khi nó so sánh với lại trong vòng 7 ngày qua cái khung 7 ngày các bạn thấy trên màn hình đó khung 7 ngày cho các bạn thấy được là có rất nhiều đồng đã tăng trưởng rất là mạnh như là các bạn thấy được là Cardano đã tăng 44% trong vòng 7 ngày qua Binance Coin đã tăng 19% trong vòng 7 ngày qua các bạn thấy được là chúng ta cũng có đồng Polkadot tăng 10% trong vòng 7 ngày qua Solana cũng vậy Terra tăng 21% rất nhiều và rất nhiều đồng đã tăng số lượng cao trong vòng 7 ngày qua Bây giờ chúng ta thấy được là có một số màu đỏ xuất hiện sau nhiều ngày tăng trưởng Thì này có bất ngờ hay không thì đương nhiên những mà nào mà theo dõi thuần capital thường xuyên thì sẽ không thấy bất ngờ tại vì chúng ta cũng đã nói tới cái khả năng của một cuộc điều chỉnh chúng ta đã nói tới trong vòng hai ngày qua rồi tại vì giá đã tăng lên liên tục rất là nhiều nhưng mà chúng ta không thấy được là có một cái sự điều chỉnh rõ ràng nào hết Thế các bạn thì được chúng ta zoom ra thì thấy được là trong cái khoảng đường mà giá Bitcoin đó đi từ cái mức là dưới 30.000 đô khoảng chừng 29.500 đô cho tới bây giờ đó đã đi liên tục là 36 ngày trong vòng 36 ngày mà các bạn thấy là những cái phần trăm mà điều chỉnh đó, không có nhiều như là các bạn thấy được phần trăm điều chỉnh này đó là hồi tháng 7 thì chúng ta thấy được là từ tháng 7 cho đến đầu tháng 8 nó điều chỉnh 12 gần dần đây nhất các bạn thấy được điều chỉnh chỉ có vài phần trăm mà thôi như là các bạn thấy được là tài liệu này là giữa tháng 8 thì giữa tháng 8 chúng ta thì được điều chỉnh chỉ có 9% mà thôi. Cho nên chúng ta vẫn chưa có thật sự thấy Bitcoin có một cuộc điều chỉnh nào hết trong cái đợt tăng trưởng này trong khi mà trong vòng ba mươi mấy ngày đó giá Bitcoin đã tăng tổng cộng là các bạn thấy đã là 71% rồi. Nếu như tính cái mức cao lúc mà Bitcoin qua khỏi 50.000 đô cách đây chỉ có hai ngày thì cái mà chúng ta đã từng nói tới đó là làm cho nên không gì gọi là quá bất ngờ khi mà chúng ta thấy cái đợt điều chỉnh này như mà nào theo dõi Thuần Carpenter thường xuyên cũng đã biết đó chính là khi chúng ta nhìn vào tài liệu liên quan đến cái số lượng người mà đang có lời bây giờ để cái số lượng Bitcoin này có lời đó thì đã tăng lên từ tháng 7 đó thời điểm là từ ngày 20 tháng 7 đừng zoom vào để thấy rõ hơn là từ ngày 20 tháng 7 đó đã có sự tăng trưởng và tăng lên cái mức cao chỉ là ngày từ ngày 20 tới ngày 22 tây mà thôi lúc đó đã có là 88,4% của tổng số Bitcoin đã coi như là có lời rồi nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và tôi muốn dành một ít thời gian để mà cảm ơn nhà tài trợ của video ngày hôm nay đó chính là sàn FearHub. Sàn Fearhub đó là một cái sàn mà cho các bạn giao dịch peer to peer đó mà đã có mặt từ năm 2018 rồi. Đây là một sàn mà chuyên phục vụ như thế nào mà sống ở Việt Nam, sử dụng đồng Việt Nam, mua bán Bitcoin, mua bán Ethereum vân vân, một cách là uy tín dễ dàng và có giá tốt. Giao diện cũng rất là đơn giản, các bạn có thể sử dụng một cách dễ dàng và phù hợp với lại nhiều người, nhất là như nào mà mới tham gia cũng như là các bạn có thể rút đồng Việt Nam về tổng cộng là chính ngân hàng một cách nhanh chóng và miễn phí. Thì đây là một cái sàn mà hiện bây giờ cũng có một cái ưu đãi dành riêng cho mà nào mà muốn tham gia thông qua link của Thuần Capital các bạn có thể nhận được phần thưởng là 100.000 đồng Việt Nam. Nếu các bạn giới thiệu bạn bè sẽ nhận được thưởng thêm là 100.000 đồng Việt Nam. Như thế nào mà có muốn tìm hiểu thêm về sàn Fear Hub thì các bấm vào cái link ở bên dưới này để tìm hiểu thêm. Thì tuy là các bạn có thể là nhìn những cái comment lên những diễn đàn thì cảm thấy là nhiều bạn có thể là vẫn chưa về bờ Nhưng mà trên thực tế thì thông tin tưởng những cái chỉ số này hơn cho thấy được là thị trường vẫn đang còn có rất nhiều người đang có lời ở trên hiện tại Và nhất là từ lúc mà giá Bitcoin có sự tăng trưởng á, từ dưới 29.500 đô lên cho đến thời điểm bây giờ đó Thì các bạn thấy được là cái số lượng Bitcoin nó có lời đã đi từ 65% lên tới là 88% đương nhiên trong một lúc rồi đó chúng ta cũng sẽ thấy những hiện tượng chốt lời và đó là hiện tượng chúng ta đang nhìn ở thời điểm hiện tại Và cho đến ngày hôm nay đó thì ngày hôm qua các bạn thì chúng ta có 87,9% số lượng Bitcoin là có lời Hôm nay chúng ta đã chở xuống chỉ còn 85% mà thôi thì đương nhiên đã có một số người chốt lời Thì làm sao mình không biết được là họ chốt lời chứ không phải là cắt lỗ Thì chúng ta cũng nhìn thêm một chỉ số khác mà nhiều bạn cũng đã quen thuộc đó chính là chúng ta nhìn vào uh, net realized profit loss thì khi mà chúng ta nằm ở trong cái dùng màu xanh lá cây đó Có nghĩa là những Bitcoin đó khi mà di chuyển ở trên blockchain đó Là cái mức vào và mức ra đó là có lời Cho nên các bạn thường là hiện bây giờ Trong cái khoảng thời gian là có thể nói là từ ngày 4 tháng 8 cho tới bây giờ đó Bitcoin di chuyển vẫn đang là có lời Cho nên đây là hiện tượng chốt lời chúng ta đang nhìn thấy ở thời điểm hiện tại Và điều này đó chúng ta có cần quan tâm tới bây giờ hay là không Không phải rất nhiều người chốt lời giá sẽ tiếp tục xuống hay không Thì chúng ta nhìn vào CDD đi đây là một trong những cách nhìn mình thường đã từng chia sẻ với các bạn thì một cách rất đơn giản là nếu cái đường màu cam này đó tăng trưởng mạnh đó chính là điều các bạn cần phải nên quan tâm có nghĩa là chúng ta thấy có số lượng lớn Bitcoin đã lâu rồi không di chuyển đâu còn di chuyển tình hình là các bạn đã thấy rất rõ ràng là cái đường mà vàng này vẫn tiếp tục nằm ở cái mức thấp có nghĩa là chúng ta vẫn chưa có thấy bất cứ đồng tính nào của những cá voi lâu năm đột ngột di chuyển đó là dấu hiệu không tốt các bạn sẽ được là nếu như họ là những người mà chúng ta chờ đợi để mà thu mua lực mua ở trên thị trường để mà giữ giá mà nếu như mà họ đột ngột chuyển thành người bán thì thị trường này nó sẽ có sự xuống giá rất mạnh chúng ta vẫn chưa thấy điều đó xảy ra chúng ta cũng đã nói tới điều này rồi thì uh, nói tới cá voi đó thì có một con cá voi chúng ta thường hay theo dõi đó đó chính là con cá voi mà có địa chỉ ví là 1P5 và kết thúc là FHQ thì con cá voi này bây giờ là cái ví lớn thứ ba rồi thì đã lâu rồi chúng ta không nhìn và cũng có một số bạn nhắn tin đó, liên quan đến con cá voi này thì các bạn thấy được là con cá voi này đó à, từ ngày 27 tháng 7 đó chúng ta đã thấy có nhiều đợt 1.500 Bitcoin rồi khỏi địa chỉ ví và ở nhiều mức giá khác nhau Như là các bạn thấy được là ngày 27 Tây có 1.500 Bitcoin rồi khỏi địa chỉ ví này Ở cái mức giá là 37.700 đô Kế đó nữa là ngày 28 Tây 1.500 Bitcoin rồi khỏi địa chỉ ví này ở mức giá là 39.700 và kế đó ngày 6 tây có hai đợt tổng cộng là 3.000 Bitcoin rời khỏi dưới mức giá là 42.729 và gần đây nhất là ngày 20 tây cái đi 4 ngày lại có thêm 1.500 Bitcoin rời khỏi với mức giá là 48.500 thì nhiều bạn thích theo dõi cái địa chỉ ví này thường cũng vậy tại vì rất là thú vị tại vì thường các bạn thấy được là những địa chỉ ví cá voi lớn đó, chúng ta thấy rất là buồn chán giống như là thường họ chỉ tiếp tục thu mua mà thôi còn hai thì những cái số lượng ra vô nó nó không có một ý nghĩa gì chúng ta dễ dàng nắm bắt được nhưng mà con cá voi này đó, thì chúng ta thấy được là mỗi lần mà ra vô khi chúng ta thấy được là giá cả có sự dao động liên quan đến cái số lượng con ra vô trong ví này nhưng mà đợt này hình như còn cá voi này đã di chuyển bịch hơi sớm tại vì khi mà thường tổng kết lại đó thì à, các bạn sẽ thấy trên màn hình là trong cái thời gian là 4 tuần qua đã có 5 đợt, mỗi đợt là 1.500 Bitcoin rời khỏi địa chỉ ví này Thì tổng cộng 5 đợt đó là chúng ta có 7.500 Bitcoin rời khỏi địa chỉ ví này Và cái con số rời khỏi trung bình á, cái giá là 42.298 Có thể là con cá voi này đã À, có đồng tỉnh hơi sớm tại vì à, cái lúc đầu tiên đó, khi mà Bitcoin đòi khỏi là 37.000 rồi tới 39.000. Bây giờ giá Bitcoin là 48.000 rồi. Nhưng một điều mà các bạn cần nên hiểu đó, con số này tuy là lớn, 7.500 Bitcoin là 317 triệu USD. Nhưng mà điều các bạn nên hiểu là những tài liệu on-chain chỉ cho chúng ta thấy được là Bitcoin vào ví. Và rời khỏi ví mà thôi, chúng ta đương nhiên không có thể biết được là cái số Bitcoin nạp vào như là các bạn thấy được là con số là 222 Bitcoin nạp vào ngày 24 tháng 7 đó là họ mới mua xong rồi nạp vào hay là họ từ đâu để mà đem vào chúng ta không biết. Và ngược lại các bạn thấy là con số 1.500 Bitcoin này rời khỏi ngày 27 tháng 7 chúng ta không biết được rời khỏi là đem lên trên sàn để mà bán hay là làm gì hết chúng ta chỉ biết được là rời khỏi mà thôi cho nên chúng ta cũng xem những tài liệu này như là một cái tài liệu giải trí mà thôi chúng ta cần phải nhìn tổng quát hơn cho nên chúng ta mới nhìn vào những tài liệu on chain của Classno hay là crypto -coin. thì uh, chúng ta thấy được là con cá voi này thì có bitcoin rời khỏi ví nhưng mà con cá voi khác lại có nhiều bitcoin đi vào ví của mình đó chính là Michael Saylor của Michael Strategy thì hồi sáng này đó Michael Strategy đã thông báo là họ đã tiếp tục thu mua thêm 3 907 Bitcoin với cái giá là 177 triệu USD Cái giá trung bình họ mua đó cho cái con số 3.970 Bitcoin này đó là 45.294 cho mỗi một Bitcoin Và kể từ ngày 23 tháng 8 năm 2021 đó họ đã ho đồ tổng cộng là 108.992 Bitcoin Có nghĩa là hiện bây giờ Công ty MicroStrategy đã lưu trữ 108.992 Bitcoin là công ty lưu trữ Bitcoin nhiều nhất mà chúng ta biết ở thời điểm hiện tại của cả thế giới. Ngoài trừ những công ty nào mà họ âm thầm thu mua họ không chúng ta biết được là lưu trữ bao nhiêu Bitcoin mà thôi. Chứ còn chúng ta nói tới công ty lên sàn chứng khoán công khai đó thì không có công ty nào lưu trữ nhiều Bitcoin hơn là MicroStrategy ở thời điểm hiện tại. Và cái giá họ thu mua tổng cộng đó là 2,9 tỷ đô la và cái mức giá trung bình họ thu Bitcoin là 26.769 có nghĩa là cái mức giá bây giờ trên thị trường là 48.229 họ đã lời rất nhiều rồi các bạn được họ lời gần như là gấp đôi rồi nhưng mà mức giá họ thu mua vẫn là 26.769 mà thôi thì có một số điều mà nhiều bạn cũng đã comment thường cũng muốn dành thời gian để mà chia sẻ nên nhiều bạn hỏi ra tại sao mà MicroStrategy lại thu mua 3 là Bitcoin này với giá 45.294 trung bình Mà không mua trong thời gian 2 tháng qua khi mà giá là dưới 40.000 đô Thậm chí là có một số thời điểm là dưới 30.000 đô thân nghĩ là họ cũng rất muốn chứ Vấn đề là các bạn thấy được họ phải quy động tới 177 triệu USD Không phải là dễ dàng một số một chiều Cho nên là họ tốn nhiều thời gian để quy động Và lúc mà quy động xong thì giá đã tăng lên rồi Cho nên họ mới thông báo là thu mua ở cái mức giá này một điều khác nữa đó, cách đây một năm khi mà chúng ta bắt đầu nghe nói tới nhiều công ty thu mua sơn lớn Bitcoin đó thì một cái sự nghi ngờ thường xuyên đó chính là họ thu mua bây giờ giá tăng họ sẽ bán nếu họ xả hàng thì giá sẽ xuống rất mạnh thì tôi đã từng chia sẻ với các bạn đó là một công ty để mà có thể thu mua được Bitcoin đó là cả một quá trình có nghĩa là thứ nhất là công ty đó phải có được sự ủng hộ của cổ đông cũng như là hội đồng quản trị cho họ lấy tiền công ty để mà thu Bitcoin đó là cả một quá trình thuyết phục mọi người Thứ nhì nữa là sau khi mà xong rồi đó lấy số tiền đó rồi lại phải đi tìm những cái sàn giao dịch mà có thể cung cấp Bitcoin cho họ số lượng lớn mà không làm ảnh hưởng đến giá cả của thị trường lại là cả một vấn đề nữa sau đó họ lại phải tìm cách để mà lưu trữ số Bitcoin này lại cả là một vấn đề nữa cho nên khi mà họ đã lưu trữ tài sản trong ngân sách đó, như là một loại tài sản lưu trữ lâu dài như là vàng như là trái phiếu đó thì họ lưu trữ rất lâu thậm chí họ coi đây là một loại tài sản và chỉ bán khi mà cần thiết có công ty bán hay không thì đương nhiên có các bạn cũng đang nhớ là công ty Tesla đã bán khoảng trên 10% phần trăm trong quý 1 nhưng mà quý hai họ không có bán và chúng ta cũng có hình như là một hai công ty cũng đã công khai bán bitcoin cách đây một quý hay là hai quý gì đó nhưng mà phần lớn những công ty như là các bạn thấy được là Michael Strategy vẫn tiếp tục hoa đồ chúng ta thấy được là công ty Tesla vẫn tiếp tục giữ 90% phần trăm của bitcoin họ đã thu mua chúng ta thấy được là Square và nhiều công ty khác vẫn tiếp tục lưu trữ cho nên đây nếu như mà đã vào được một cái ngân sách của họ rồi thì họ coi đây là một loại tài sản chứ không phải là cái loại đầu tư ngắn hạn khi mà lên rồi họ lại bán nhưng mà đương nhiên cần tiền họ cũng sẽ bán nhưng mà không phải bán tại vì giá cả lên đây là điều mà thường muốn chia sẻ vàng cái điều rất khác biệt giữa những nhà đầu tư riêng lẻ và những tổ chức đầu tư như thế này